Em là Minh Thùy, 24 tuổi, đang sinh sống, học tập và làm việc ở Úc. Tháng 4 vừa qua, em có dịp được về Việt Nam và em thấy đất nước có rất là nhiều sự đổi mới. Em nhìn thấy được cơ hội và tiềm năng, cho nên em muốn mình là một phần của sự phát triển này. Để 5 năm sau, khi em nhìn lại, em sẽ không còn phải ngỡ ngàng vì những cái sự phát triển này nữa, mà em có thể tự hào nói rằng những sự phát triển này là có sự đóng góp của tôi. Em là Phạm Hồng Nhung, vừa tốt nghiệp khoa kỹ thuật hóa học tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Em tuy mới vừa tốt nghiệp nhưng em đã có hơn 1 năm kinh nghiệm làm việc về ngành hàng tiêu dùng, cụ thể là mỹ phẩm và hương liệu, nhưng em vẫn biết được vị trí của mình đang ở đâu. Cái mình cần là một môi trường để phát triển, để áp dụng những kiến thức mình đã học và đóng góp được giá trị cho doanh nghiệp. Em đồng ý với quan điểm du học sinh về nước khó tìm việc bởi vì ảo tưởng lương cao, nhưng em đồng ý trên góc nhìn của nhà tuyển dụng, bởi vì nếu nhà tuyển dụng đã đưa ra lý do như vậy, nghĩa là có một cái nguyên nhân gì đó họ mới đưa ra lý do như vậy. Một trong những nguyên nhân mà em nghĩ tới là vì du học sinh chưa biết rõ được là bằng cấp của mình nó lợi thế ở điểm nào. Chẳng hạn như một người du học sinh và một người học trong nước, cái kiến thức của họ về cơ bản là như nhau, nhưng họ có khả năng ngoại ngữ, cái khả năng tự lập trong cái cuộc sống của họ ở nước ngoài thì tốt hơn cái người học trong nước. Tuy nhiên về kiến thức vẫn như nhau và cái họ thiếu là kinh nghiệm, nên là nếu mà họ muốn một cái mức lương tương đối bằng với những người có kinh nghiệm thì sẽ bị cho là ảo tưởng lương cao. Còn đối với góc nhìn của ứng viên thì họ lại nghĩ họ phải nhận lại những cái gì mà họ đã bỏ ra. Ở đây có một cái điểm chung là ứng viên hơi thiếu cái sự tìm hiểu khi mà trở về nước. Có thể là ở cái môi trường của họ cái mức lương như vậy là bình thường, nhưng mức lương môi trường Việt Nam lại là không phù hợp. Vì vậy nên em nghĩ chung quy ở đây là mình nên tìm hiểu và mình nên nghiêm túc với từng việc mình làm, từng cơ hội đến với mình . Dựa vào đâu để bạn nói là một bạn học ở một đại học nước ngoài và một bạn học ở một đại học Việt Nam thì kiến thức học được là như nhau? Em dựa vào kinh nghiệm của chính bản thân em, là cái ngành học của em đã có được những cái tiêu chuẩn kiểm định về chương trình đào tạo ở Đông Nam Á, nên em nghĩ là nó hoàn toàn có thể sánh vai được với cái chương trình đào tạo khi mà chị ở nước ngoài. Để một du học sinh về nước có thể có được một mức lương hợp lý thì các bạn ấy sẽ phải tìm hiểu bằng cách nào? Về nước hay là ở trong nước thì đều như nhau, đều có những cái kênh thông tin mà mình có thể tìm hiểu được. Mình có thể tìm hiểu qua cái network của mình, có thể liên hệ người mình biết, những cái người mà mentor cho mình, có thể tìm hiểu ở rất nhiều cái kênh thông tin với nhau, và cơ hội đối với em là như nhau. Theo quan điểm của em thì em không đồng ý với nhận định trên với ba lý do sau đây. Lý do thứ nhất, các bạn du học sinh ở nước ngoài thì sẽ có được những trải nghiệm mà những bạn ở trong nước chưa chắc sẽ có được. Và một trong số đó chính là những trải nghiệm khi mà được làm việc và học tập với các bạn từ các quốc gia khác nhau, từ các nền văn hóa khác nhau và những ngôn ngữ khác nhau. Đất nước Việt Nam thì đang trong giai đoạn vươn mình ra thế giới, tức là có rất nhiều doanh nghiệp từ quốc tế muốn vào Việt Nam để đầu tư, cũng có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam muốn mở rộng thị trường. Khi mà các sếp có những nhân viên có những kinh nghiệm và sự am hiểu về văn hóa thì đây sẽ là một cầu nối vô cùng quan trọng trong quá trình vươn mình ra thế giới của Việt Nam. Và lý do thứ hai, đối với những bạn học sinh, du học sinh đã đi học từ khi còn rất nhỏ và các bạn đã phải sống một mình, tự lập, những cái trường đại học đều yêu cầu các bạn phải tự học. Với những khả năng đó, khi các bạn về với doanh nghiệp thì các bạn sẽ có cơ hội để phát triển mình và các bạn cũng sẽ học tập rất nhanh. Và lý do thứ ba đó là một bạn du học sinh đi sang nước ngoài là một đại diện của một quốc gia. Lúc em đi học thì em có một cái động lực vô cùng to lớn, bởi vì em nghĩ là mọi người sẽ nhìn vào em để đánh giá đất nước Việt Nam. Bởi vậy nên em không ngừng làm việc chăm chỉ phát triển những kỹ năng mềm, để từ đó em có thể hoàn thiện bản thân mình hơn. Em tin chắc là các bạn du học sinh đã không ảo tưởng khi đòi hỏi một mức lương cao, luôn phản ánh năng lực và giá trị của bạn mang lại cho công ty, có thể là kinh nghiệm, học vấn, kỹ năng sống, kỹ năng mềm và các thái độ. Và kinh nghiệm thì nó cũng chỉ là một phần trong chiếc bánh về năng lực thôi, cho nên em tin rằng các bạn vẫn nên xứng đáng có được một mức lương như kỳ vọng. Chị nói về trải nghiệm của chị ở nước ngoài thì cho chị được khả năng tự lập, tự học đúng không ạ? Nếu em ở trong nước em vẫn có những khả năng đó thì liệu đó có phải là một thế mạnh của chị hay không? Khi mà bạn ở trong nước, bạn sẽ có những khả năng tự lập, tự học. Tuy nhiên, bạn vẫn có một khả năng là bạn ở gần với gia đình của mình. Có thể là bạn đến một tỉnh khác, nhưng mà cái khả năng mà bạn có thể quay về cái tỉnh đó thì nó rất là dễ dàng. Giống như là cũng chỉ là một chuyến bay từ 1 tới 2 tiếng. Tuy nhiên, khi mà đi sang nước ngoài thì cái việc trở về nó rất là khó khăn. Và khi mà sống xa gia đình như vậy thì những cái kỹ năng sẽ được trao dồi rất là nhiều. Thì chị nghĩ lương thế nào là cao? Mình sẽ không nói là lương cao mà là mức lương phản ánh đúng giá trị mà bạn mang lại cho công ty. Vâng, vậy là lương vẫn phải đúng năng lực đúng không ạ? Vậy nếu một người sếp nhận xét chị là mức lương của chị đặt ra quá cao thì liệu đó có phải là hơi mâu thuẫn với cái ý kiến của chị hay không? Đối với một doanh nghiệp, khi mà mình ứng tuyển thì có thể doanh nghiệp sẽ cảm thấy là mức lương của mình đề ra quá cao. Nhưng mà thuận mua vừa bán thì có thể có một doanh nghiệp nào khác nhìn thấy được những năng lực của mình thì cảm thấy là đây là mức lương hợp lý. Vậy nếu như chị không thành công trước một người không du học sinh nước ngoài như chị thì chị có buồn về điều đó hay không? Chắc chắn là mình sẽ không buồn về chuyện đó, bởi vì năng lực của mỗi người là khác nhau. Và ngoài năng lực ra thì kỹ năng sống, những kinh nghiệm, có thể là hôm nay bạn đó hơn
hơn mình ở một số điểm nào đó khiến mang lại lợi ích cho công ty, thì cái điều đó nó cũng rất là hợp lý thôi nếu mà bạn đó vượt qua mình.